Hello, xin chào tất cả mọi người đã xem là Anime Game. Và hôm nay mình sẽ làm một clip là Quay Hòm Vàng. Đây, mà đã tính đủ 10 dễ dàng nha mày. Thì mình có ra hơi xui hay không mày? Một là mình đen, hai là mình hết. Giờ mình sẽ nói tóm tắt là cho nó chọn gì mày. Một là quay hoàng, hai là tiếp tàn nha mày. Đây, thì cái hòm mình sẽ quay là hôm nay nha mày. Thì chỉ còn 23 giờ nữa thôi là nó sẽ kết thúc nha mày. Đây, đồ thì nó khá là ok. Đây mày, em sẽ quay nha mày. Đây, cái ô tô mày. Thì một nghe chơi đi với một mình thì ta nói là con máy gì nha mày. Gác. Và mình đã quay trở lại nha các bạn. Thì hồi nãy mình đã chết về chơi máy săn hốc. Thì mình đã có quay một vòng quay vàng mà mình khá là đen. Đen như cái gì luôn các bạn. Quay mà vàng như là mình toàn là dép. Rồi đó giả bộ mình đổi như vậy. Giả bộ. À, bạn đã thoát game mà đổi cái gì? Thật là nhục mà. Nhục một cục luôn. Thì mình bay máy săn hốc á, thì mình bay vô ba hai chỗ các bạn nên tránh ra. Nếu như bạn mạng của bạn mạng của bạn yếu thì các bạn đừng có bay vô good Phan Nam, bạn đừng bay vô đó. Thì mình tóm tắt lại là đừng bao giờ bay lên hai chỗ đó khi mấy bạn mạng lắc. Mình nói lâu lâu mình hơi nhầm câu chút xíu tại mình cũng nghỉ học khá là lâu rồi các bạn. Chắc mấy 2 năm rưỡi hay 2 năm gì đó mình cũng không nhớ nữa bạn. Giờ mình quên mất thôi. Mình nghĩ là 3 năm rồi bạn. Tại mình nghĩ năm lớp khoảng tập. Không phải đâu. Chắc 2 năm rồi. Mình nghĩ chắc 2 năm. Kìa có 2 anh nha bạn. Ê anh à. Có gì chuyện diện gì từ tính. Đừng có bay vô hù dọa em cầm súng lên á. À bố này. Map này là của bố mày. Lâu lâu nhầm xíu các bạn cứ thông cảm cho mình đi. Ảnh mà bay vô ảnh cầm cái súng lên cái là map này là của bố mày, là coi như khác nào mình chết đâu các bạn. Thì mình không biết nói gì luôn nha các bạn. Mình nên chạy lên lầu 2 không? Chạy rồi còn gì chạy nữa các bạn. Bạn đợi mình xíu nha, để mình coi có thanh niên nào các bạn. Ô, còn một tên bên kia luôn các bạn. Chắc mình chạy qua số 2 nha bạn. Thì nãy hình như là khoảng tầm 2 thằng hay 3 thằng vậy đó mày. Mình nghĩ là vậy. Quy dắt ở đây. Có nên chạy quanh kia lụm đúng không mày? Đời mà cho mình thêm cái đạn xanh đó thôi mình chạy lại lụm liền luôn. Rồi các bạn sẽ chạy quy dắt. Bắn mà như hạt các bạn, đừng có tính mình nha các bạn. Ô thật luôn à. Nó dở làm thật.
Trời. Hình như cái tem kia hình như tuốt ở bên kia lắm mày. Mình nghĩ là gì? Hình như tuốt bên đó lắm mày. Mình nghĩ là gì? M24. Từ M2 2 M24. Các bạn có thể coi vậy như là lớp 5 của để coi có một người mà like trên Facebook nha bạn, thì người đó hack chửi thề mắt kinh luôn các toàn là đu đu mờ các bạn, đu mờ đờ mờ các bạn, các bạn có thể dịch ra được từ đó. Đợt rồi lúc này cái kia nói là em lớp 5 thôi, có gì anh chị bỏ qua cho em thì đó, bỏ qua cứ ê cho tao xin cái khen ơi đó, rồi chửi thề mắt kinh luôn rồi, cho cái lời khen rồi thầy tự nó sẽ đổi lại ai nhẹ nó còn chửi kinh hơn nữa. Bắn hát hát cho vui, vui chỗ nào bạn nó vui chứ mình không có vui, tại vì những người mà bị hát giết các bạn thì chả bao giờ vui hết. Bạn có thể biết hát thì sao mà vui được, như có tôi bên kia sao vậy? Mình cũng không biết nữa vậy. Ở đây à, hình như tôi này bung hay sao các bạn, mình nghĩ là bung lại, mình không có nghe tiếng chân gì hết, ta lộn, mình nghe tiếng chân nhưng mà mình thấy người, mình nghĩ là bung thì có nhiều loại hát lắm bạn, có một loại hát thì hát chữ thề, có một loại hát thì hát nói này hát nói nọ, rồi nói có cái kiểu dạng mà hát lịch sự các bạn, dạng như là mình thì sao ta, dạng như là mình vô coi để cho người ta nhiều vô coi các bạn, thì mình nói lịch sự cho chút xíu thì người ta sẽ vô coi, chứ dạng như ba hát mà thằng ê mày tao hát nè mày, mày ngon mày vô solo với tao nó gì đó, hát cái kiểu đó tao không dám vô coi đó mày, coi dạng như là những thành phần mà ê cho tao xin bản hát ơi mày hoặc vô anh cũng được, ê anh đi nào chỗ bơ vậy, nó bung mấy bạn à, nó tuốt ở dưới sàn nè, mình biết cái cách bung nhưng mà mình không dám bung, nó chưa dơ các bạn à, nó chưa bung nó, bây giờ mình ghét những thứ thành phần bất hảo gì nè mày, nó bung chơi theo kiểu bung các bạn, ba thành phần bất hảo gì. Ở mình ghét những thành phần như vậy đó mày, chơi không biết liêm chính gì hết, chơi chơi bung rồi họ chạy qua đây, họ chạy lại thôi, bung ở dưới ngay sàn gà sàn nhà nóc này thì bung thì bung được nhé bạn, nhưng mà bắn lên không được, nó chỗ bơm mình lên ào ào luôn, mấy màn chứ bơm nó chết rồi các bạn, chơi bung ngay cái này đâu được gì đâu bạn, ngay có thể bỏ ra tính mạng nữa, nó chơi bung rồi bạn. Bung dưới này bạn cứ tính đi,
bung đó bạn mình bắn không được mà sợ nó bắn được. Mày có thể thấy cái game không? Đây. Này nó bung xuống đó đó mày. Thì nó thể đi tự do. Ai, chán mấy anh bùng nữa rồi. Mày phê mấy bạn đừng có mua ảnh hack nha, hack mua cho tốn tiền. Còn dễ bị phạt 10 năm nữa nếu như bạn bị dạng như tên xe mà tố cáo vậy. Các bạn bỏ ra một đống tiền thì bạn mua bản hack đó khoảng tầm 1 triệu đi, mình sẽ cho 1 triệu. Thì sau khi mà bạn có 1 triệu đó, bạn đi mua bản hack về mà bạn nộp tiền ra khoảng tầm ít nhất là 100 triệu trong cạc của bạn mà bạn hack, thì bạn nên làm gì? Hack bay cao, hack xe, hack bắn, hack headshot. Các bạn đợi ít lợi làm gì? Chơi game trẻ vui hết các bạn. Tại vì cái đó những thành phần hack mà dạng như là không có dạng như là bắn gà đó các bạn, không có bắn lợi tụi mình. Mình nói thật luôn, bắn không lợi, không bao giờ lợi luôn. Nếu như bạn đâu bỏ bản hack ra thì mình khẳng định luôn các bạn, mình chấp 10 thằng hát luôn, bắn cũng không lợi nữa. Mà nói thật luôn các bạn, hát mà bỏ ra vậy như là tân binh mới vô luôn các bạn, mới chơi luôn á. Chỉ biết điều khiển sơ sơ thôi, chạy đi à. Mà kỹ năng thì không lợi tụi mình. Mà các bạn cứ thử rồi kêu hát vô chơi với mình đi, bảo đảm luôn nó không qua lộn. Mà lộn quý vị các bạn, thì bảo đảm là nó không bắn lại mình luôn. Tại những người mà bắn nhau các bạn thì gán kéo lên. Cho hắt cầm 24 luôn các bạn. Mình cầm lục cũng đủ chơi được. Các bạn thấy mình khô không? Mở tôi bắn đường viên các bạn. Thì cái đó thành phần hack nha nha các bạn. Thì một cái gì thành phần hack nữa là hack dịch vụ. Các bạn có biết không, hack dịch vụ. Thì hack dịch vụ đó là chỉ là kéo ganh cho người ta thôi, lấy tiền. Thì sẽ lời lãi với lúc đầu. Nếu như mấy bạn hack mà chuyện như chơi kèm với hack các bạn, để cho hát bắn rồi kéo lên, thì các bạn khác nào đó bạn bị Tencent tố cáo đâu. Nó đâu vậy ta? À ok. Bạn đừng bao giờ mướn hát nha bạn. Mình nói thật luôn á, bạn đừng bao giờ mướn hát. Trước khi bạn có thể đổ tiền, tốn tiền. Cho nên nó chắc một vòng quá. Ủa, cái gì ta? Thì tên này tên bung nha các bạn. Bung cũng chả ít lợi gì đâu các bạn. Bung mà các bạn bị giết á thì các bạn có thể bị bóc luôn á. Nếu như các bạn giết người ta các bạn có thể bị bóc luôn á. Mình không đùa đâu. Rồi đi. Cái tên này nó bung, hình như nó bung vô lại các bạn. Chia cái kiểu mà bung hoài. Rồi. Nó bắn mình ở đâu vậy ta?
ấy. Ui hay thế. Mày bị bắn phớt luôn các bạn. Bị bắn mà như vậy nè các bạn. Bị bắn mà như vậy nè. Thì ai mà chơi. Biết bẻ đầu luôn. Đó các bạn thấy chưa. Biết bẻ đầu gì luôn cái kiểu. Biết luôn các bạn. Biết bẻ đầu luôn. Chứ không phải giỡn đâu. Chơi hay phết luôn á. Mà chơi bung. Là các bạn hiểu đó. Các bạn đừng nói giống như khác nha, bung bung cho vui thôi, đừng có bung vô đây bắn người. Bạn nói cái kiểu đó thì các bạn khác nào các bạn. Vậy như các bạn giải cách cho người ta để bung. Bung cho vui thôi mà. Chỉ chơi được một trận hai trận thôi. Chứ đâu có bung nhiều đâu. Vô chơi coi. Thử mình coi có một thanh niên YouTube kia mình quên mất tên rồi. Kêu bung cho vui thôi, chơi chơi thôi. Mình mời vô kết bạn chơi. Thì bung không? Thì chat no. Thanh niên bung đi bung đi. Chỉ hồi dán sao kêu bung nữa, bung nữa, bung nữa. Mình chơi tới 3 trận liền luôn. Đòi bung vô. Bung mà cái chỗ đó có nhiều người đi qua lại lắm bạn. Thì hỏi sao người ta không bắn chết. Trận nào cũng phải ít nhất phải trên 10 mạng hết bạn. Nói thật luôn. Hình như ganh Migo hay sao bạn. ACE Migo đó bạn. Mà không biết nữa. Mình nghĩ là ACE. Là mình kết bạn vô chơi chung. Hồi đó khoảng tầm 20 năm về trước. Thì có một người chơi bắn. Không phải. À một năm gì trước hay sao vậy. Mình cũng không biết nữa. Mình nhớ quên mất rồi. 2-3 năm là mình thấy sai sai đó. Tại vì bây giờ nó ra khoảng tầm được có 1 năm rưỡi rồi. Mình chơi hồi tầm mùa 3 tới mùa 2. Thì ít nhớ khoảng 1 năm trước hay sao vậy. Này mình gặp ông hát. À lộn. Mình gặp ông bung. Thì ông đó biết bung tất tần thật luôn. Mà ông làm YouTube. Thì mình vô đăng ký kênh cho ổng rồi. Tại ổng xin cái kênh của á lộn á. Ổng xin đăng ký. Thì mình vô. Mình đăng ký cho ổng. Mà giờ hình như ổng nghỉ làm YouTube rồi. Ổng nói chuyện rất là hay luôn nha các bạn. Rất là sự. Mà các bạn thử coi. Nói gian trá phải nồi luôn. Mà nói thật luôn các bạn. Vô bung cho vui thôi, bung cho vui thôi. Vô treo 2-3 dán liền. Còn thấy bung không. Mà vô tình mình thấy đâu, mình để mình kết, vô kết nha mày. Kết bạn, chơi cho vui. Hồi đó thì mình cũng ganh lắm mày. Ganh ma lắm. Mình kêu mấy ổng vô, mình kiếm được cái YouTube nào đó. Thì kêu mấy ổng vô, coi ganh cao cao á. Thì mình xin kết bạn. Mình cũng ganh lắm rồi. Mà giờ mình bắn từ sức lực của mình rồi. Ê! Đấy. Biết ngay mới làm cỏ mà. Các bạn có thể thấy chấm đen ở trên cái kia không? Mình đang định hồi máu. Mà mình ấn ngay cái góc nhanh nhất nè bạn. Uầy. Mình có trái bơm nè bạn. Mình thấy nó nằm cỏ rồi các bạn. Mà mình đang hồi máu. Rồi bị chuyển ra góc nhìn nhất các bạn. Nằm cái kiểu đó bên Bitcoin, à bên Botcam cũng thấy các bạn. Nằm mấy kẻ đó lộ liễu quá mày. Liễu lộ liễu quá mày. Nó thật quá mày. Nằm mấy kẻ đó lộ liễu quá.
Thì mình nghĩ đa số trên núi chạy xuống nhiều hơn. Với bot cam chắc phải chạy ra phải tầm 4 thằng hay sao vậy? Mình nghĩ là vậy. Mình sẽ kê trên núi với bạn. Thì mình đang cầm M24 nha các bạn. Thì tí nữa mình sẽ chỗ tài cho bạn xem mình bắn M24 như thế nào. Thì giờ mình cũng ít bắn M24 lắm đó. Ở đó mình chơi mình có con mắt tinh vi các bạn. Thấy thằng nào lụm thằng đó liền các bạn. Không có chần chờ gì hết. Thấy là lụm cầm cây ca mà M24 lên đùng 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 đùng. Hồi đó mình thích bắn ca hơn các bạn, chứ mình cũng chả thích bắn M24. Mình có M24 thì anh mình cũng bị lấy các bạn. Anh mình chấn lột mình. Mà có cây ca là mình chấn lột anh mình. Anh em là vậy đó bạn, có cây gì phải chấn lột cây đó. Hỏi anh có M4 không, nhìn thấy cây M4 chấn lột luôn. Cầm bơm lên rút ném chấn lột liền các bạn. Bạn chơi game bạn ít nhất bạn phải chấn lột đồng đội chứ, ít nhất phải có một lần các bạn chấn lột đồng đội hoặc là chỗ bên đồng đội, ít nhất các bạn phải có một lần. Chơi đi nào đi nghiêm túc mà chọi dạng như chơi chơi. Ô tao không có chấn lột đồng đội đâu, vừa nói câu đó xong quay qua chấn lột thằng đồng đội. Em học sinh gương mẫu, em đâu có dám chấn lột đâu. Các bạn coi một thanh niên chưa? Hình như thanh niên đó mình quên tên mất rồi. Mình coi được một cái video hài. Ở nhà cháu nó ngoan lắm. Chả cần làm gì luôn, ngồi tắm chuyện các bạn. Thì mình sẽ xin kết thúc video tại đây. Các bạn thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh. Bye mày.